Cái này cây hải châu nha các bạn. Phơm lá nó nè. Cái này mình không thấy gai ta, ít gai. Chỉ có gai ngay chỗ đầu cành nè. Ngay chỗ cái mũi nhọn đó. Mũi nhọn nó có một cái đầu gai, còn ở trong thân mình không thấy nha. Một số dập ai có mấy bạn. Đây, có cái này có gai nè. Cái này cái hoành cũng nhỏ nha bạn, bự hơn tay cái. Cái này mình trồng trong chậu nè, rồi mình nhổ ra nè. Bao sống luôn, cái này chắc chắn sống chứ không. Cái này mình cắt phôi như ấy, bứng lên cắt phôi rồi. Chích lại ngay chỗ này, chích chỗ này, chích này. Cái này là mình cây ra cái như cái văn nhân được nè. Nổi qua nó có co lắc nè. Hồi xưa mình chích như thế này trồng lên nha rồi. Lâu lắm rồi. Hồi xưa mua cái phôi này, phôi của miền Trung nè. Chứ trong miền Nam mình không có cái giống này. Không có giống hải châu. Cái này mình cắt gỡ phôi nha bạn. Cái này mình bán 180k bao ship. Lên trên lắc 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 trên, cắt trường hao lên tới trên để về bạn làm cây ăn nhân. 180k bao ship. Này giống chia lại các bạn, hồi xưa mình mua cũng mua đó. Mua của miền Trung đó. Xưa mua hình như 150-200 ngàn trở lại à. Lâu quá cũng không nhớ hết nữa. Hải châu nha các bạn. 180k bao ship. Bán mấy cây nhỏ nhỏ nha bạn.